Kênh Mừng Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món chả lụa ức gà. Món chả lụa được làm từ thịt ức gà này cũng ngon không thua kém gì chả lụa từ thịt heo. Miếng chả với cái độ dai mềm và giòn sần sật của mộc nhĩ sẽ đem đến cho các bạn một bữa cơm gia đình vô cùng là thơm ngon. Bây giờ mình sẽ cùng chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu thực hiện nhé. Nguyên liệu để làm chả lụa ức gà gồm có thịt ức gà 500g, trứng gà 2 quả, bột bắp 10g, mộc nhĩ 10g, cùng các loại gia vị như rượu 1 thìa canh, hạt nêm 1 thìa canh, nước mắm 1 thìa canh và tiêu. Đó là toàn bộ phần nguyên liệu, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thực hiện nhé. Trước tiên với cái phần mộc nhĩ thì mình sẽ đem ngâm với lại nước nóng trước để cho mộc nhĩ nó nở ra. Đây là phần thịt ức gà mình đã mua. Thịt này thì mình mua về và sẽ rửa sạch. Sau đó thì thái thịt thành những cái miếng mỏng. Phần thịt của ức gà thì nó sẽ rất là mềm và ngọt. Mình sẽ thái mỏng cái phần thịt này ra để một lát nữa mình xay cho nó dễ. Sau khi thái xong hết phần thịt thì mình sẽ đi trộn những cái gia vị để mình ướp với lại thịt gà nhé. Gia vị thì ở đây mình sẽ sử dụng 1 thìa canh hạt nêm. Tiếp theo là 1 thìa canh rượu trắng. Một thìa nước mắm và một chút xíu tiêu. Mình sẽ trộn đều tất cả cái phần gia vị lên. Mình cho phần thịt gà vừa thái vào trong một cái tô lớn. Sau đó thì cho phần gia vị mình vừa trộn vào chung để ướp cái phần thịt gà. Trộn đều cho thịt được ngấm đều gia vị xong thì bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt gà này vào trong một cái túi bóng. Và mình sẽ bỏ cái túi thịt này vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng tầm 30 phút nhé. Với phần mộc nhĩ mình đã ngâm nở thì bây giờ mình sẽ đem thái sợi nhỏ, sau đó thì tiếp tục thái nhỏ cái mộc nhĩ này ra. Thái sợi xong thì mình sẽ thái nhỏ nó ra nữa nhé. Phần thịt gà, sau khi mình đã bỏ vào trong ngăn đá của tủ lạnh 30 phút, lúc này thịt gà đã rất là lạnh rồi, thì mình sẽ cho nó vào trong một cái máy xay. Và mình sẽ bắt đầu xay cho cái phần thịt gà của mình nó dẻo, nó nhuyễn ra nhé. Xay cho cái phần thịt gà nó đã bắt đầu nhỏ ra rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái phần thịt gà này 2 lòng trắng trứng. Mình sử dụng 2 lòng trắng từ quả trứng gà và cho vào phần thịt gà. Phần lòng đỏ thì mình sẽ giữ lại để một lát nữa mình cho lên bề mặt. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xay cho đến khi cái phần thịt gà của mình nó quyện dẻo lại nha các bạn. Phần thịt mình xay nó càng nhuyễn thì cái phần chả của mình nó sẽ càng mịn nha. Phần thịt gà của mình đã xay xong rồi các bạn. Lúc này thì thịt gà đã rất là nhuyễn và nó dẻo. Mình sẽ cho cái thịt gà ra một cái tô lớn nhé. Thịt gà mình xay xong thì nó sẽ dẻo giống như là giò sống vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong cái phần thịt gà này là 10g bột bắp. Sau đó trộn thật đều. Mình phải trộn thật đều cho cái phần thịt gà và bột bắp nó quyện lại nhé. Sau khi trộn cho thịt gà và bột bắp quyện dẻo lại thì mình sẽ cho cái phần mộc nhĩ ban nãy mình đã thái nhỏ vào.
chung với lại cái phần thịt gà này, và mình sẽ cũng trộn đều nó lên. Thịt mình trộn xong thì nó cũng vẫn rất là dẻo. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái khuôn và mình dùng dầu ăn mình quét khắp cái bề mặt khuôn để cho nó không bị dính nhé. Các bạn có thể sử dụng khuôn hay là những cái khay bằng thủy tinh hoặc là những cái bát để các bạn hấp chả cũng được. Quét dầu ăn xong thì mình sẽ cho cái phần thịt gà vào và mình sẽ dàn đều nó ra nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái nồi nước và đun sôi. Sau đó mình sẽ cho cái khuôn chả của mình vào và mình hấp tầm 20 phút nhé. Đây là hai cái lòng đỏ trứng gà ban nãy mình để lại, thì bây giờ mình sẽ đánh đều nó lên. Chả gà sau khi mình hấp tầm 20 phút thì mình sẽ lấy ra và cho cái hỗn hợp lòng đỏ trứng mình dưới lên bề mặt của cái phần chả. Mình sẽ dàn đều cái phần lòng đỏ lên kín cái bề mặt của cái chả này. Sau đó thì sẽ tiếp tục cho vào trong nồi và mình hấp thêm khoảng tầm 10 phút nữa. Sau khi hấp thêm 10 phút, lúc này phần chả gà của mình đã chín hoàn toàn rồi. Phần chả với bề mặt bên trên lòng đỏ trứng gà có màu vàng rất là đẹp. Và chả này thì mình ăn khi nóng nó sẽ rất là ngon. Mình sẽ cắt cái miếng chả này ra nhé. Các bạn có thể thấy cái miếng chả của mình nó có cái độ dai. Miếng chả cũng rất là mịn, mình cho thêm mộc nhĩ thì khi mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Miếng chả rất là thơm. Chả hấp xong thì mình đem mình thái, mình ăn luôn khi nóng sẽ rất là ngon. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn về cách làm món chả ức gà rồi đấy. Cách làm thì rất là đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Thì các bạn có thể đổi vị bữa cơm gia đình mình thêm ngon hơn. Các bạn hãy vào bếp và thử làm nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.